sẽ nói nhiều hơn. Nhưng thế nào? Đời là tướng, ta muốn được chết trong vinh dự. Người Mông Cổ biết nể trọng danh dự của kẻ thù, ta dành cho ngươi đặc ân xứng đáng. Nào, tự xử đi. Cảm ơn. Tại sao không cho tôi chết? Tôi, một kẻ thù nguy hiểm. Trời sinh ra anh hùng đâu phải để chết vừa cỡ như thế này. Lại nữa, tôi thấy ông cũng không còn nguy hiểm bao nhiêu. À, Khắc Thiên Kiều, tại sao cô hành động như thế? Tại vì còn thích gãi. Cô ăn nói gì làm gì? Cha là kẻ cầm binh, cha không thích thái độ anh hùng của gã hay sao? Ừ, có chứ. Nếu chúng ta biết dùng gã ấy thì có lợi cho sự tiến quân của chúng ta rất nhiều. Lần đầu tiên cha thấy con gái của cha rất là khôn ngoan. Cha, con không chịu đâu. Cái gì? Cha nói vậy chứ, bộ hồi đó tới giờ con ngu lắm sao? Là giận dỗi nữa rồi. Cha lỡ lời cho đâu cố ý. Nè, cha xin lỗi đó. Con không biết đâu. Thôi đừng giận nữa, về trại cha sẽ bắt đền cho. Quân, hãy trói gã này đưa về trại. Khoan, cha hãy để hắn lại đây. Con muốn tra vấn hắn một vài điều cần thiết. Con hãy coi chừng, hắn là Cổ Thạch Xuyên, một võ tướng Tây Hạ, đang cầm quân chống lại người Mông Cổ. Cha yên tâm đi, A Khắc Thiên Kiều không phải là hạng gái khuê phòng yếu đuối. À, con nên thận trọng là hơn nha. Cha phải đi quan sát tình hình. Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Không ai lạ lùng và trái ngược như ông. Người đời vẫn thường sợ chết, trong khi ông định tìm cái chết, ông chỉ là một kẻ đần độn muốn khoác cho mình hai tiếng anh hùng. Tôi không cần những lời khuyên đó. Ông còn muốn nhắn lại gì không? Với vợ ông, với con ông, hay với những người thân thuộc? Cảm ơn, tôi chưa có vợ. Hả? Ông chưa vợ? Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 30. 30 tuổi? Tội nghiệp không? Tội nghiệp cái gì? 30 tuổi mà vẫn sống cô đơn như vậy, hẳn gái Tây Hạ mê ông nhiều lắm. Mê là mê như thế nào? Một võ tướng có tài 30 tuổi sống độc thân thì làm sao tránh khỏi mắt xanh của những người con gái. Nè, tôi hỏi thiệt nha, ông có được bao nhiêu người yêu rồi? Theo cô thì mỗi người đàn ông cần phải có bao nhiêu người yêu mới đúng? Hả? Cái đó còn tùy. Tùy là tùy như thế nào? Nếu là hạng đàn ông đứng đắn thì chỉ cần có một người yêu. À, còn nếu là hạng người ông bướm thì ôi, bao nhiêu cũng không đủ. Tôi thì tôi không thuộc về hạng người nào cả. Xin lỗi, tôi cần nói rõ lại, tôi không phải là gái Tây Hạ. Tiểu thơ muốn nói cái gì? Bất cứ một người đàn ông nào khi đứng trước mặt một cô gái đều nói rằng mình chưa vợ. Đến lúc lỡ yêu rồi thì mới biết họ có chận chục đứa con. Xin lỗi rồi nha, tôi chưa hề có ý định tán tỉnh cô nương rồi nha. Thôi, bây giờ thử gạt bỏ ra ngoài tất cả. Và nơi đây chỉ đặt ở cương vị ông là một người con trai, tôi là một người con gái. À, ông có thù ghét tôi không? Cô nói thế có nghĩa là... Tôi muốn nói... Nói cái gì? Tôi muốn nói đến một cái gì rung động giữa hai tâm hồn khác phái. Và một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúng ma trong lòng. Dù sao tôi cũng chỉ là
Cổ Thạch Xuyên, tình yêu sẽ san bằng tất cả. Nhưng tình yêu không khiến được tôi phản bội. Tôi chưa hề xúi ông phản bội. Yêu kẻ thù chính là tôi đã phản bội quê hương. Giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Không. Tại sao? Tôi cũng không được biết. Nàng đang nghĩ gì? Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu vẫn thường làm khổ cho con người. Nhưng tình yêu nuôi sống con người, và tình yêu lúc nào cũng đẹp. Cổ Thạch Xuyên, có bao giờ ông nghĩ đến tình yêu hay không? Thôi, thôi, nàng đừng nói nữa. Ta chỉ là một tên bại tướng, ta đang cúi đầu chờ đợi chết mà. Thôi, không, tôi sẽ giải thoát cho ông. Tại sao? Tại vì cuộc chiến tranh này vô lý. Nàng đừng quên, ta là người Tây Hạ. Giải thoát cho ta, ta sẽ cầm gươm chiến đấu lại quân Mông. Đành vậy. Nếu có một ngày nào ông bắt gặp xác của một người con gái Mông Cổ chết âm thầm ngoài trận mạc, xin ông hãy chôn cất giùm tử tế, để cho kẻ bạc phần được ấm cúng lúc lâm chung. A Khắc Thiên Kiều. Mai một tôi về, tôi sẽ nhớ nhớ trời Tây Hà, nhớ người xưa. Chiều loang loáng nắng trời Tây Hà, trận chiến chưa tàn ta đã thua. Cổ Thạch Xuyên, Thiên Kiều. Cổ Thạch Xuyên già, Thiên Kiều em. Mai mốt về Tây Hà, lòng sầu luôn nhớ ai. Nhìn mây trôi thoáng trời buồn sương phố vắng, sầu thương trong quán hơn, xót xa cho tình trái ngang. Bão giông từ đâu kéo về, qua tình dân đẹp xinh. Chiến tranh ai gieo khổ sầu, thâm tình huyền mai. Cổ tướng quân đã yêu người Mông Cổ. Kìa, tại sao cô nương còn trở lại? Tôi phải trở lại để cùng với tướng quân chống quân thù. Nhưng tôi vô cùng thất vọng, vì tướng quân đã quên mình là người dân Tây Hạ. Tướng quân đã quên đất nước mình đang bị giày xéo bởi vó ngựa của quân Mông. Không, tôi vẫn nhớ. Nhớ? Tướng quân còn gì nữa để nhớ khi sóng mắt của giai nhân đang khuynh đảo khách anh hùng? Tướng quân còn nhớ gì đến xứ sở quê hương, đến những người dân Tây Hạ đang cúi mặt khóc hờn giống quốc? Nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cổ Thạch Xuyên. Điều quan trọng lúc này không phải là câu hỏi đó. Ta chỉ cần nàng trả lời câu hỏi đó. Nếu không, đừng tỏ ra lì lộm. Người Mông Cổ có thừa sức để trị những con ngựa bất kham. Nhưng người Tây Hạ không phải là một giống ngựa nòi Mông Cổ. Được lắm, nàng hãy chờ xem. Còn ông, tại sao ông vẫn lặng im? Nàng muốn ta nói gì? Điều gì đáng nói? Tất cả đều vô nghĩa. Luôn cái tình yêu. Có phải cô gái kia là người yêu của ông không? Thì ra ông cũng chỉ là một kẻ lóc lừa xảo trá. Vậy mà tôi đã tin ông, cho nên tôi bị ông gạt gẫm. À Khắc Thiên Kiều, Tiêu cô nương đây chỉ là người quen biết. Và quen biết một cách rất là thân thiện. Thôi, các người chớ nói tìm
bên cạnh này đây, tôi chỉ là một bãi đã mất hết uy quyền thì đâu còn. Chân tình vậy mà ông đã lọt lừa và đã rẻ khinh tôi, vì gái Mông Cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng Tây Hạ kết thân nhau. À Khắc Thiên Kiều, hết rồi, ông nên giữ thái độ lặng im và cứ để cho tôi một mình suy đoán. Đáng lý ra ta phải làm cái gì đó, chẳng hạn như rạch nát mặt cô gái này. Thiên Kiều, ông sợ hãi à? Dù gì thì nàng ấy với tôi cũng cùng chung một giống nòi. Ông nói láo, tại sao ông không dám nói rằng ông đã yêu cô ta? Nếu đúng thế thì đã sao? Nếu đúng thế thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào cũng có kẻ cười người khóc. A Khắc Thiên Kiều, thôi ông hãy đi đi, tôi giữ đúng theo điều đã hứa với ông, tôi giải thoát cho ông và trả tự do cho ông kể từ giây phút này. Thiên Kiều, thôi đừng nói gì nữa cả, hãy đi đi, đi đi trước khi tôi kịp đổi ý. Đi hết đi. Ta chỉ còn biết nói với nàng lời cảm ơn nồng hậu. Không cần nữa. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Mông Cổ không hề nghĩ đến tình yêu mà chỉ nghĩ đến chiến tranh và chiếm đoạt, mà cũng không, hình như ta đã không. Kìa A Khắc Thiên Kiều, anh Chu Sa, tại sao em lại khóc? Họ đã đi rồi. Họ đi rồi, nhưng mà ai mới được? Quá. Chuyện gì đã xảy ra? Không có chuyện gì cả. A Khắc Thiên Kiều, hình như em đã dối anh, hình như em đang bắt đầu đổi khác. Tại sao? Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Hả? Em đã yêu? Từ lúc nào? Mới đây. Người ấy là ai? Ở đâu? Tên gì? Xa lạ lắm. Xa lạ lắm. Trời ơi, hết rồi. Kìa, anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không? Không. Yêu nhau không bao giờ. Em ngủ trên lưng ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ sao, bỗng nhiên hôm nay nghe buốt lạnh tâm hồn. Nhìn áng mây trôi, lòng cũng sắc xe buồn, lòng dũng tướng chợt nghe mềm. Khắc Thiên Kiều,
Có phải em và người đó đã nguyện thề hẹn ước? Không, người đó vẫn hững hờ và xem em như là kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn nào hơn? Gần gũi tất gan mà như vạn lý quang san, tình cấm nín hơn tình đành tuyệt vọng. Tóc mây hoàng hoài bay trong gió như lòng em đang bão động tơi bời. Thiên Kiều ơi, chiều nay anh bỗng nghe nhiều lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh chết, biết ai là người đắc hộ cho anh? Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy? A Khắc Thiên Kiều, anh muốn nói... Mày định nói gì? Cha! Phụ thân, con đâu có nói gì. Mày im đi. Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dung thứ nếu mày... Vâng, con biết. Thiên Kiều, dạ, con đừng nghe lời nhảm nhí của anh con. Dạ không, chúng con đang nói chuyện vui chứ đâu có gì mà cha lo ngại. À, ủa, con gã tù nhân người Tây Hạ, hắn đâu rồi? Dạ, hắn đã thoát rồi. Tại sao? Cha biết không, cha vừa đi thì bọn thủ hạ của hắn đến, còn cố sức chống cự, nhưng mà bọn chúng quá đông, cũng may cha và anh đánh kịp, nếu không thì... Đó, cha đã nói rồi mà con không nghe. Cha đã bảo là bọn người Tây Hạ không phải là dễ phục tùng. Hắn đã thoát đi ngã nào? Anh phải cho quân đuổi theo tàn sát tất cả. Hắn đi... Mà chắc hắn đi xa rồi, anh đuổi theo không có kịp đâu. Em nói thật. Không lý em lại nói láo với anh sao? Cha, cha thấy không? Anh Chu Sa anh nghi ngờ con nữa kìa. Chu Sa, mày nói đi. Thôi, con hãy về nghỉ trước đi. Cha thấy con có phần hơi mệt mỏi. Nè, dạ, nhớ bảo là đi chăm sóc sức khỏe cho con nghe không? Thưa dân, và ngày mai con lại hiên ngang trên lưng ngựa, dỗ kiếm tung quân đạp đổ thành nghi. Hay lắm, hay lắm. Dạ, thưa cha, con về. Đúng là con nhà võ thật không khác ta chút nào. Cha vui mừng hơi sớm. Cha đừng quên, A Khắc Thiên Kiều không phải là con ruột của cha. Mày nói gì? Con nhắc để cha nhớ, A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ. Phải, tao nhớ ra rồi, nó là người Tây Hạ. Nhưng tại sao, tại sao mày bỗng gợi cho tao nhớ đến sự thật xa xôi ấy? Mày không biết nó là hình ảnh đứa con gái của tao, đứa em ruột thịt của mày, qua một A Khắc Thiên Kiều thật sự mang dòng máu Mông Cổ, đã bạc mệnh cùng mẹ nó khi mới lên ba. A Khắc Chu Sa, tại sao mày lại nhắc đến chuyện đó trong khi tao đã cố tình quên, và nó cũng không bao giờ biết nó là người dân Tây Hạ? Nhưng rồi nó sẽ biết. Tại sao? Tại vì con có linh cảm và con sợ. Mày sợ gì? Con sợ có một ngày nào đó nó sẽ bỏ rơi cha con mình. Không, không thể có chuyện đó. Nó biết rằng tao thương nó, tao chiều chuộng nó như là một đứa con ruột thịt chứ không phải là một đứa con nuôi. Nhưng con vẫn không được yên. Đừng sợ, ngoài cha với con ra không có một kẻ thứ ba nào được biết. À quên nữa, còn kẻ thứ ba chứ, lão Lang Y. Con hãy gọi lão Lang Y đến đây. Xin vâng. Dạ, yeah, có một người xin vào gặp mặt chủ tôn. Cho vào. Dạ, dạ thưa tướng quân. Nhà ngươi là ai? Dạ, dạ, dạ thưa tướng quân, tôi là Hồ Bạc Đức, người Tây Hạ. Dạ, bẩm dân, nhưng khác hơn ở chỗ là tôi biết được thế thời của cuộc chiến à. Nhà ngươi muốn gì? Dạ, dạ nếu tướng quân tin dùng, tôi sẽ là một cánh tay đắc lực cho tướng quân trong việc tiến chiếm Tây Hạ.
Nhà ngươi nói thật chứ? Dạ bẩm dân, và tôi xin lấy cái mạng sống của tôi để bảo đảm cho lời nói của mình. Được, ta tạm thời tin dùng nhà ngươi. Và sau đó? Dạ xin tướng quân thương và nghĩ đến kẻ hèn này là đủ rồi. Ta sẽ tấu trình lên đại hãn về công trạng của nhà ngươi sau khi ta chiếm xong Tây Hạ. Còn bây giờ ta muốn ngươi chứng minh lòng thành thật. Dạ thưa dân, chốc nữa đây tôi sẽ chỉ cho tướng quân cái chỗ ẩn nấp của quân Tây Hạ. À còn bây giờ ta muốn hỏi ngươi nha. Dạ. Tây Hạ có bao nhiêu quân, nơi nào mạnh, nơi nào yếu? Dạ bẩm, phải cần có một thời gian khá lâu để bàn về cái chuyện đó nếu tướng quân tin tôi. À thôi được rồi, nhà ngươi hãy đến doanh trại gặp ta. Còn bây giờ, dạ, nhà ngươi hãy cầm thẻ lệnh này, rồi sau đó đến tìm gặp ta nha. Dạ thưa tướng quân, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho tướng quân được vui lòng. Dạ xin phép tướng quân à. Dạ tướng quân cho gọi lão. Ơ kìa, thần hộ mạng của ta đây rồi. Thế nào, đường xa của làng Lang Y thấm mệt không? Dạ. Mà kìa, sao Lang Y buồn quá vậy? Lại nước mắt kia nữa, có chuyện gì? Chuyện gì làm Lang Y phải khóc? Dạ không, không có gì cả. Tướng quân, chắc tướng quân thấy không khỏe nên gọi lão vào đây để chẩn mạch và bổ thuốc cho tướng quân à? Không. Ta còn đủ sức để vượt tới chân trời kia và đạp đổ cả thành trì Tây Hạ. Ta gọi lão Lang Y Cốt để hỏi thăm một chuyện. Có phải tướng quân muốn hỏi đến lòng trung thành của lão? Nếu vậy, lão xin thành thật trả lời rằng lão thù tướng quân lắm, thù cả mấy chục vạn quân Mông Cổ đang chậm nát mảnh đất này. Lang Y cứ an tâm nói những điều muốn nói, ta vốn thích và phục tùng những hạng người thẳng thắn can trường. Thưa tướng quân, lúc nãy tướng quân nhận xét đúng lắm. Lão buồn đấy, lão khóc đây. Lão buồn vì thấy giang sơn mình bị nát tan, gót dài quân Mông Cổ. Và lão khóc, lão khóc vì thấy mình phải đứng chung trong hàng ngũ với kẻ đã giết hại dân mình. Từ lâu lão sống ngồi bên quên luôn tình nghĩa vợ chồng và quên bổn phận làm cha. Lão ngậm hờn nuốt đắng cay suốt 17 năm qua. Lão còn sống mà như đã chết rồi, sống trong âm thầm đau khổ đắng cay. Để đến ngày hôm nay lão lại theo chân kẻ thân. Lão trở về đất nước quê hương mình, lão đã làm một tên lính diễn chinh, thì làm sao lão khỏi đau đớn để khóc thương cho số phận của riêng mình. Ta không muốn xâm phạm đến tình cảm riêng tư của bất cứ kẻ nào, nhưng Lang Y nên nhớ. Vâng, lão nhớ. Hai vai lão còn mang nặng ơn cứu tử của tướng quân. Con gái của lão đã được tướng quân nhận làm con và đặt ngồi trên nhung gấm. Lão được quyền mở mắt nhưng phải ngậm môi. Trước mặt con, lão chỉ là một tên thầy thuốc hoàn toàn xa lạ. Giọng nói của Lang Y nghe căm phẫn lạ thường. Liệu Lang Y có giữ được điều đã cam kết ngày trước với ta không? Tướng quân nghi ngờ lão à? Không, ta chỉ nói vậy và Lang Y cũng biết. Ta có thể giết chết Lang Y để giấu nhẹm chuyện đó, nhưng ta thiết nghĩ Lang Y cho ta một đứa con, và ngược lại, ta
ta đã cứu thoát hai cha con Lăng Y trên sông Hoàng Hà trong một chiều bão động để đem về ban những ân huệ cao sang. Cuộc đổi chác ấy ta tưởng cũng không đến đổi thiệt thòi để Lăng Y bỏ quên những điều cam kết. Sự im lặng có lợi cho cả hai, bằng ngược lại ta sẽ giết chết ông bất cứ lúc nào. Dân, nếu tướng quân còn biết níu kéo tình thương của đứa con xấu số qua hình ảnh một bé ngoại tộc, thì lão cũng không thể nào dám manh động để mất trọn đời đứa con ruột thịt của mình. Không, không đâu, tướng quân tin nơi lão. À Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết rằng nó là Tiêu Kim Phụng. Xin phép tướng quân. À mà này, Tướng quân còn cần gì đến lão? Hay là ta cho người tìm kiếm vợ con Lăng Y để gia đình đoàn tụ? Dạ. Lăng Y nghĩ sao? Dạ cảm ơn, cảm ơn tướng quân nhiều lắm. Nhưng một mình lão và con gái út của lão đã ăn nhờ hộp cơm của người Mông Cổ kể cũng quá lắm rồi. Lão muốn vợ lão và con gái lớn của lão phải được nuôi sống bằng hộp lúa của quê hương. Như thế mới là phải đạo. Và nếu họ có chết thì phải được chết trên đất đai này. Đó chỉ là đề nghị của ta. Nếu Lăng Y không thuận thì thôi vậy. Dân, lão xin đội ơn tướng quân và xin kêu biệt. Ra đây, dẫn ra đây mau lên. Có chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, toán quân Tuần Tiểu bắt được một cô gái đẹp, hiện đang chờ tướng quân quyết định. Đâu? Dẫn ra đây, mau lên. Không, không, tôi không có tội gì cả. Kìa nàng. Ông bị làm cho tôi sợ. Không có gì phải sợ. Ta có thừa hình làm khi đứng trước mặt một người đàn bà. Nhưng tôi... Lại đây, lại đây. Không, hỡi kẻ cuồng chinh, đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó. Đừng mong đem uy quyền bạo lực quỷ gì tâm kiên trinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh thành. Ta thà chết như trang dũng tướng liều thân, chết với cô thành. Ánh mắt bão cuồng rờn rợn trên da thịt, cứ khao khát thèm thuồng của lạ thú cuồng chinh. Lửa đam mê như thiêu cháy xiêm mi, ta run sợ nhưng thề không khuất phục. Dân Tây Hạ dù mất thành mất đất, nhưng già sắc son bền những tờ trường thành. Nàng hãy theo về với ta. Không, không, ông hãy buông tha cho tôi. Trên bước đường chinh phạt, đôi khi ta cũng nghe lòng thèm khát. Đừng, đừng, tôi sợ lắm. Về với ta, nàng sẽ được chiều chuộng nâng niu, và tất cả đặc quyền ta chỉ dành cho một mình nàng riêng hưởng. Không, tôi không cần gì tất cả, tôi hãy không cần gì tất đây, cả. Hãy đến đây. Không, không. Không ai cưỡng lại được ý muốn của vạn phu trưởng A Khắc Lữ. Đến đây. Không, buông tôi ra, buông tôi ra. Dạ thưa lĩnh bà. Cái gì lĩnh bà? Tôi không bắt buộc ông phải xưng hô với tôi như thế. Dạ thưa, nhưng mà tôi không làm sao khác hơn được. Tôi không cần ông phải hầu hạ cho tôi. Dạ thưa, tướng quân đã dặn. Tôi không
không cần, tôi không cần, ông hãy đi đi. Dạ thưa, lĩnh bà hãy uống thuốc. Uống thuốc, lại uống thuốc. Kìa, lĩnh bà. Tôi có bệnh gì đâu mà bảo tôi phải uống thuốc. Dạ thưa. Rượu, rượu còn không? Dạ thưa lĩnh bà. Đừng nói nhiều, ta hỏi còn rượu không? Dạ, dạ còn. Đưa đây. Dạ thưa lĩnh bà. Ta bảo đưa rượu đây. Tâm uống thật sai, tâm chuông dùi hiện tại. Rượu hơi cay, hơi nồng, hơi choáng váng. Dạ thưa lĩnh bà, ta... ông lão có uống không? Lão hay ngồi xuống đây để cùng ta đối ẩm. Lão muốn khuyên lĩnh bà. Lão đừng khuyên gì hết. Người Mông Cổ có xót thương gì người dân Tây hả? Lĩnh bà. Kìa, tôi nghe giọng nói của ông hình như đổi khác. Ông lão, ông khóc đó hay sao? Lão chợt buồn. Tại sao ông buồn? Lão nhớ đến quê hương, lão nhớ đến vợ và những đứa con của lão. Tôi cũng chợt nhớ đến mẹ của tôi. Mấy hôm nay chắc mẹ tôi khóc nhiều lắm. Tuổi mẹ tôi đã già, không còn ai săn sóc chăm nom. Lĩnh bà. Rượu, rượu. Ủa, tôi cũng uống rượu nữa sao? Trời ơi. Lĩnh bà. Lan Y. Dạ, dạ thưa tướng quân. Nàng đã uống thuốc chưa? Dạ thưa. Kìa, sao lại đổ hết như thế này? Tôi không cần đến. Lan Y. Dạ. Hãy ra ngoài. Dạ thưa tướng quân, tôi... Khi nào cần ta sẽ gọi. Thưa vâng. Nàng vẫn buồn. Ông, tôi van xin ông, tôi còn một mẹ già đã luống tuổi. Ta cần có nàng. Nhưng mẹ tôi cần có tôi. Ta sẽ đưa bà ấy về đây cùng chung sống. Không, mẹ tôi tưởng trưng cho một bà hiền mẫu, không tham vọng cao sang, không đua đòi danh lợi. Nàng phải theo chân ta về Mông Cổ. Đất đai Tây Hạ rồi sẽ thuộc về tay Mông Cổ và người Tây Hạ. Không, người dân Tây Hạ dù nước mất hay còn cũng quyết giữ vẹn lòng trung với nước. Gái Tây Hạ dù bị dập dùi thân xác, nhưng tình yêu suốt đời vẫn giữ mãi trong tim. Dù chết đi cũng không quên được bao giờ. Tôi muốn nói rằng tôi đã yêu một người cùng quê hương. Dù trời đất khó đổi thay, dù mai đi nước mất hay còn, và dù tôi có thế nào, tình dân con lòng gửi trao. Người Mông Cổ dù muốn ăn, nhưng tình yêu vẫn có trong lòng. Với chiến trận ta bảo tàng, nhưng với đàn bà ta nâng niu. Tôi chỉ cầu xin ông hãy cho tôi được yên lành, sống an phận riêng mình trong cuối đời thanh xuân. Tôi không kêu nàng đến thế, sao nàng không nghĩ đến tình ta? Một viên tướng của Đại Mông thì có thua gì ai đâu. Nàng nên nhớ, ta có thừa sức mạnh, nhưng ta không muốn thế. Ta muốn chờ nàng bằng tất cả tấm lòng. Điều đó sẽ không bao giờ có. Báo động, báo động, báo động. Có chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, có kẻ gian đội lớp Mông Cổ đột nhập vào dinh trại. Bắt được chưa? Dạ bẩm,
hẳn là bị trúng tên của quân canh nhưng vẫn còn lẫn trốn. Hãy truyền lệnh đốc thúc lên tìm vết máu của kẻ gian. Tuân lệnh. Kìa cha, có chuyện gì mà tiếng trống báo động vang lên ầm ĩ? Có kẻ gian đội lớp Mông Cổ xâm nhập vào doanh trại. À Khắc Thiên Kiều, dạ, còn phải cẩn thận đề phòng, cha ra ngoài kiểm soát mới được. Kẻ gian nào dám đột nhập vào đây? Hay là kia Cổ Thạch Xuyên? Trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Lăng Y đâu rồi? Lão Lăng Y. Dạ, có đây, có lão tới đây. Lão Lăng Y. Dạ, thưa tiểu thơ cần gì ạ? Có người bị thương gần chết. Lăng Y ơi, làm sao cứu sống gã này? Vâng, lão sẽ cố gắng. Tiểu thơ, hình như người này là người Tây Hạ. Người Tây Hạ thì đã sao? Nhổ mũi tên đi. À, vâng, mũi tên tuy sâu nhưng mà không nhầm chỗ nhược. Tiểu thơ ơi, nhưng mà lão sợ. Lão không cần phải sợ, lão không cần bận tâm. Lão quên rằng dưới mắt của lão là một Lăng Y, là chỉ nghĩ có việc cứu người, cần gì bận tâm chủng tộc hay là thâm thù. Vâng, đó là lẽ tự nhiên, nhưng mà sao lão sợ? Ta đã ra lệnh thì trách nhiệm về ta, lão chớ băn khoăn chỉ cần tuân lệnh. Ta có sao không mà lão im lặng khi lão đưa tay nhổ mạnh mũi tên ra. Dạ, vết thương khá sâu nhưng mà không nguy đến tính mạng. Lăng Y nói sao? Không nguy có nghĩa là cứu được. Vâng. Nhưng mà sao Lăng Y lại bồn chồn lo lắng? Vì lão có một điều. Lão cứ nói đại ra đi. Muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một hoàn hồi nguyên lực là xong. Nhưng cần phải có một chén máu đào và vết thuốc thì mới có hiệu lực hồi sinh. Vậy thì máu của ta đây, Lăng Y hãy cắt tay ta mà lấy nửa chén máu đi. Tiểu thơ hãy để cho kẻ khác làm việc đó chứ. Không, không có ai thay thế ta làm việc đó. Lăng Y nghe rõ chưa? Đưa chén đây. Vâng. Trời ơi, những giọt máu đỏ tình tôi, tay run run lão hứng nghẹn nhau, tưởng như lệ mình đang nhỏ giọt rưng rưng. Tiểu thơ đã hy sinh nửa chén máu tươi để cứu nguy cho một trai xa lạ địch thù. Lão nghẹn ngào rưng rức lệ đau thương, đã đủ mà Lăng Y cũng khéo sợ hả? Dạ. Nào, bây giờ Lăng Y đặt bệnh nhân lên trường kỹ đi. Ta sẽ giúp Lăng Y cho gã uống thuốc. À, vậy là xong. Trong chốc lát hắn sẽ tỉnh lại, và đổ vài ngày sau hắn sẽ bình phục lại như thường. Nếu đúng như vậy, ta sẽ ban thưởng cho ông. Dạ, cảm ơn tiểu thơ. À, Lăng Y. Dạ. Lăng Y nhìn xem, mất đi nửa chén máu, sắc diện của ta có thay đổi chút nào không? Đâu. À, dạ không. Lão thấy tiểu thơ vẫn đẹp và... Dạ, sao nữa? Dạ, trong tiểu thơ có phần tươi tắn thêm hơn chứ. Lăng Y có biết tại sao không? Dạ, thưa. Đó là tình yêu. À quên nữa, với mới tuổi của Lăng Y thì đâu còn nghĩ đến tình yêu. Dạ có chứ. Hả? Có. Dạ phải, nhưng nó không phải là một thứ tình yêu giữa một người con trai với một người con gái, mà là một thứ tình yêu đối với quê hương, với loài giống,
và cao cả thiêng liêng nhất là tình của một người cha đối với con mình. À, Lan Y nè, Lan Y có vợ con gì không? Dạ, dạ có. Họ ở đâu? Sao từ trước đến giờ ta không gặp họ? Họ còn sống hay đã chết? Dạ, họ còn sống. Nhưng mà... Như thế nào? Đối với họ, lão đã chết rồi. Tại sao? Dạ tại vì lão đây lo sợ khi nhìn nhận bao nhiêu sinh mạng cam đành chết quan, nên lão lặng câm mà không nói một lời, dù đôi khi chợt nghe tiếng xót trong lòng. Điều lão nói ra ta không hiểu được, lão sợ gì không dám nhìn vợ nhìn con, lão sợ người ta lớn không nói, tiểu thơ cũng từng vì lão mà bận. Nước có ai đó không? Làm ơn cho tôi miếng nước. Có nước đây. Tỉnh lại rồi, có nước đây ông ơi. Lão Lan Y. Dạ. Lão ra ngoài đi. Dạ thưa tiểu thơ. Được rồi, được rồi. Một mình ta chăm sóc cho bệnh nhân cũng được mà. Dạ, dạ thưa nhân. Đi. Nếu cần ta gọi. Đi, dạ, đi, dạ, đi. Dạ, dạ. Đây là đâu? Kìa! Đó, đó! Ông làm động đến vết thương nữa rồi. Ông ngồi xuống đi. Ta đã bị trọng thương. Phải. Và nàng đã cứu thoát cho ta. Đó chỉ là một việc phải làm. Ông đừng bận tâm đến. Nàng không sợ. Có gì phải sợ? Ta là người Tây Hạ. Người Tây Hạ? Rồi sao? Ta là kẻ thù của quân Mông Cổ. Cổ Thạch Xuyên. Đối với nàng, ta đã hai lần vay nợ. Nợ ông vay, bao giờ ông mới trả cho tôi? Kiếp sau. Kiếp sau? Phải. Chứ kiếp này, chúng ta đã lỡ sinh ra trong một định phần cay nghiệt. Chiến tranh. Chiến tranh còn đây, còn chồng chất mãi hận thù. Không, chiến trận này rồi sẽ có ngày chấm dứt. Sau khi bao nhiêu cửa nhà tan nát, sau khi bao nhiêu xác chết đã vùi chôn, không, không, người dân Tây Hạ vẫn mãi căm hờn, vẫn khổ, vẫn đau trong nỗi niềm vong quốc. Cổ Thạch Xuyên, sao ông đối với tôi vẫn không có một chút gì đáp trả? Tôi yêu ông mà ông vẫn hất hủi lạnh lùng. Tôi yêu ông mà ông vẫn dửng dưng, khiến tôi cảm thấy phận mình vô phước. Cuộc tình này sẽ mãi mãi xa nhau. Ôi tim đau sao buộc giá tâm hồn. Trời chiều buồn sắc xé lòng ta, trong lành vắng ai thấu lòng khổ đau. Hận thù sâu căm hận bởi kẻ cuồng trinh, làm khổ đau bao người đều phải lầm than. Tình yêu tôi bao ước mơ mãi tươi hồng, giờ tan giờ phải xa lìa xót xa. Duyên tình một
một kẻ tốt sinh ra trong thời binh lửa. Xin hãy để cho tôi được nhìn thấy màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình. Ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói ra ngàn vàng lời yêu đương chăng nữa, chỉ là cơn gió thoáng mà thôi. Một chút nắng hồng trên đỉnh núi mù sương, rồi ngàn mây lớp lớp sẽ văng văng xua lùi, cũng như tình yêu của chúng ta bừng lên trong thoáng chốc, rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Dù ta có nói yêu em rồi mai một đây chiến tranh không còn nữa, em sẽ trở về quê hương mong cô, ta chỉ đứng nhìn theo gió bụi lấp bóng mưa hồng. Mai mốt này có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau, và nơi trận chiến biết đâu sẽ có một người gục chết, kẻ còn lại rồi cúi đầu thương tiếc vuốt mặt cho người tình trên trận chiến yêu hồng. Cổ Thạch Xuyên, đó là định mệnh rồi, chúng ta sẽ không còn lại gì đâu. Tôi yêu ông. Ta cũng yêu nàng. Nhưng định số đã sẵn dành, cay nghiệt. Ngày trước tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này tôi sẽ khổ. Tôi lớn lên với nhiều áo ước đẹp trong đời, cho đến bây giờ. Buồn bã lắm phải không? Tôi đã khóc. A Khắc Thiên Kiều, trời ơi, phải chi chúng mình được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, không hận thù, không chém giết lẫn nhau. Phải chi ông và tôi cùng chung một giống nòi. Thiên Kiều, Cổ Thạch Xuyên, không, không, nàng đã là người Mông Cổ, và ta còn có bổn phận đối với quê hương ta. Ông định làm gì? Ta sẽ quay về cầm gương chiến đấu lại người Mông Cổ, để được sống chết cùng với những người dân Tây Hạ. Rồi ông sẽ quên tôi. Đành vậy. Ông sẽ giết tôi. Có thể. Có thể lắm. Có phải ông muốn nói gì vậy không? Giết một kẻ đã cứu mạng sống cho mình, đã hy sinh cho mình, chỉ vì họ đã yêu. Nào muốn nói. Đây, ông hãy nhìn xem. Chỉ vì yêu ông mà mới vừa rồi tôi đã cắt tay, nhỏ máu hòa vào thuốc để cho ông uống máu phục hồi sức khỏe. Và hiện giờ, dù muốn dù không, máu tôi đã chung dòng trong huyết quản của ông. Thiên Kiều, nàng hy sinh cho ta đến thế sao? Vậy mà ta không có gì đền đáp lại.
Trời ơi, chiến tranh, chiến tranh này đã cướp đi tất cả những gì chúng ta là hai kẻ khác giống nòi. A Khắc Thiên Kiều đã hai lần ta trót giấy nợ, thì đấy, ta trả nợ lại cho nàng. Không, cô Thạch Xuyên ơi, nợ của ông trót giấy thì xin ông nên cất giữ. Nếu ông yêu tôi thì chính là ông đã trả, mà ông chẳng yêu tôi thì tôi cũng không đòi. Trả máu cho tôi là ông trả cả cuộc đời. Nếu như thế thì sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi đã biến thành một kẻ lợi dụng tình yêu. Cô Thạch Xuyên, cho dù ông có yêu tôi được hay không, thì xin ông đừng xem tôi như một hạng người trao trợ. Đừng khinh bạc tôi vì tôi là người Mông Cổ. Đừng thù ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dai, ta phải trả. Tôi chưa đòi xong, dỗi trả cho tôi. Đến bao giờ? Bao giờ cũng được. Chỉ e rằng ta không trả nổi, vì sợ rồi đấy nợ sẽ chất chồng thêm. Thiên Kiều, Thiên Kiều ơi, ta sẽ nhớ. Ông nhớ gì? Mái tóc đẹp, bờ môi hồng, và đôi mắt lệ rưng rưng. Nhớ hơn nữa những giọt máu chung tình của Thiên Kiều mãi mãi. Còn tôi, nếu tôi được sống sót trở về quê hương sau khi cuộc chiến tranh này chấm dứt, tôi nguyện sẽ không dấn thân vào chinh chiến nữa, và sẽ sống yên lành bên đồng bọn quan du. Nếu có những lúc nào nhớ đến ông, tôi sẽ rủi ngựa chạy đến một miền thung lũng nhỏ, nhặt lá rừng thưa rơi dèo trên lối cỏ. Tôi gọi đến tên ông và ngồi khóc một mình. Đó là tất cả nỗi lòng của tôi đối với riêng ông, dù cho ông đối với tôi như thế nào chăng nữa. Tôi vẫn yêu ông, nhớ ông không bao giờ quên được, nên chỉ biết nguyện cầu cho ông được sống bình yên. A Khắc Thiên Kiều, A Khắc Thiên Kiều! Kìa, anh Chu Sa, có chuyện gì vậy? Kẻ gian đầu lốt Mông Cổ xâm nhập vào dinh trại của ta. Hắn bị phát giác và bị bọn quân canh xã tiễn trọng thương. Anh dò theo vết máu đến đây thì... Kìa, nhà ngươi! Kẻ mà ông đang tìm kiếp. Nhà ngươi đây là... Cổ Thạch Xuyên! Cổ Thạch Xuyên! Phải! Một võ tướng Tây Hạ! Anh Chu Sa! A Khắc Thiên Kiều, em đã che chở cho kẻ gian. Tại sao? Tại vì em đã yêu rồi kẻ ấy. Em đã yêu người Tây Hạ. Em đã yêu gã này. Trời ơi! Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Chóng mặt chứ gì? Anh vừa chợt nghe như có cơn bão lớn cuốn đi rồi tất cả mộng mơ xưa. Anh quay lưng tìm kỷ niệm. Hết rồi, người ta đã chôn vùi không thương tiếc. Anh Chu Sa, anh nói gì em không được hiểu. A Khắc Thiên Kiều, em đã phản bội lại phụ thân, em đã phản bội lại giống nòi Mông Cổ. Em yêu và chỉ muốn bảo vệ cho tình yêu của mình. Luật chiến tranh là phải đạp chân lên xác chết của kẻ thù. Ta đã dám lọt vào đây, tất nhiên là ta không sợ gì cái chết. Ta bất tài, các người hãy giết ta đi. Giết đi! Điều đó ta đã chọn sẵn cho nhà ngươi rồi. Anh Chu Sa, anh không thương em sao? Chính vì thương em mà anh phải giết nó. Chính vì thương em mà
Anh sợ. Anh sợ gì? A Khắc Thiên Kiều, anh sợ kẻ tù sẽ cướp đi một đứa em đã cùng anh sống chung từ thơ ấu. Anh sợ nó giết cái đời em, làm cho em phải khổ và khiến anh cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại khờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn thì đã lỡ rồi kiếp hồng. Suy xét càng cùng tình yêu là cảm bấy khôn lường, chỉ trong một phút yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như thầy một cô già đang dạy một đứa bé mới mời tập tành đọc sách thánh nhân. Rồi đây anh làm kẻ tiện đưa đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cũ, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng éo rũ cho cách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Sợ tiễn đưa rồi thương nhớ ngang ngắm ngùi, sợ mất em, sợ mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã sống bên nhau. A Khắc Thiên Kiều, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em gì, chỉ có em là em. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dâng thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại. Em không nghĩ đến tương lai à? Có, nhưng không cần thiết. Em sẵn sàng nhận lấy cái khổ nếu thật sự hậu quả mang đến cho mình. Không, dù cái khổ có do chính mình tạo ra, những con người không ai can đảm để tự nhận rằng mình tạo khổ. Họ cứ đổ trút lên cuộc đời vô tội và cứ oán hờn thượng đế bất công. Thì chính anh đã tự tạo khổ cho anh khi cố tình muốn dựng lên một thiên đường trong mộng. Nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt nhòa như sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không hiểu rồi đây thượng đế có thương xót anh không, hay là sẽ cướp đi tất cả những gì anh ao ước cho mùa xuân yên mài chân trời xa vắng, cho anh còn lại một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Chu Sa, nếu thương em, xin anh bảo vệ cho tình yêu của em. Bảo vệ cho tình yêu của em? Không, không thể được. Tại sao? Tại vì nó là kẻ thù của Mông Cổ. Còn ta, ta cũng chưa biết cầu xin cho người Mông Cổ bất cứ một điều gì. Nhà ngươi phải chết. A Khắc Chu Sa, em muốn gì? Anh hãy giết em đi. Giết em? Phải, để cho em cùng chết với người ta cho trọn tình trọn nghĩa. Vì dù sao em trót lỡ yêu rồi, mối tình này
Thiên Kiều. Em cầu xin anh, anh sẽ tìm gặp phụ thân rồi giết hay tha tùy người định liệu. Tao đã đến đây rồi. Khi nào phụ thân cha, nhà ngươi là kẻ gian ở tội lúc con khổ, tại sao không trả lời? Câu hỏi quá thừa thải, không cần đến sự trả lời. Khốn nạn! Thì ra nhà ngươi là võ tướng Tây Hạ mà ta đã gặp từ hôm trước. Và vết thương kia có phải chăng bị bọn quân canh xạ tiễn trọng thương? Phải, ta bất tài mới đành chịu bó tay. Và ta đang chờ đợi chết. Nhưng ta muốn biết ai đã cứu thoát và che chở cho nhà ngươi. Cha! À Khắc Thiên Kiều, con muốn nói gì? Chính con. Cái gì? Tại sao? Lần trước chính con đã cứu mạng cho gã, và lần này cũng chính con. Nhưng tại sao? Tại vì A Khắc Thiên Kiều đã yêu người Tây Hạ. Cái gì? Con có tội. A Khắc Thiên Kiều, con đừng quên rằng con là người Mông Cổ. Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha? Nhưng không thể được, không thể yêu gã bất tài. Gái Mông Cổ không thể trao tình cho một tên chiến bại. Nhà ngươi đừng biết khinh quá đáng. Chuyện thắng bại là lẽ thường đối với kẻ cầm binh. Nhà ngươi quốc nạn cha. Tao sẽ giết con gian cha. Tội nó đang chết vì nó đã dám quyến rũ con gái của một tướng lãnh Đại Mông. Ta giết nó vì nó là kẻ thù của người Mông Cổ. Không, không, ta không có tội vì đã yêu hay đã ghét, mà ta đáng chết chỉ vì ta bất tài. Cô Thạch Xuyên, nàng sợ gì cho ta chứ? Chết chỉ là một hình thức giúp cho con người thoát tục. Ta chết đi cũng không có gì đáng tiếc, chỉ sợ có điều là mình đã vô tình khiến cho kẻ khác phải vương. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi, chút tình này còn lại hôm nay, xin trả lại cho em trong giây phút sau cùng. Rồi ta sẽ đi vào thiên thu, ngủ một đời yên phận. Kể từ đây mình coi như đã hết nhau rồi, chỉ xin em đừng khóc thương. Thôi, nhà ngươi đừng mong thoát khỏi nơi này, lượt chiến trường không thể nào buông tha, và dung dưỡng cho kẻ thù để rồi có hại về sau. Chiều theo ý con một lần chót, nên tạm tha chết cho gã này. Con muốn vàng đội ơn cha, nhưng cha bắt nó phải theo chân đám tù nhân làm nô lệ. Hả? Còn con, nỗi nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ. Trời ơi! À Khắc Chu Sa. Dạ. Hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và thu xếp hành trang để sáng mai nó lên đường cho sớm. Thưa dân. Cô thật xin. Còn nhà ngươi, nhà ngươi sẽ không còn dịp làm anh hùng trước mặt con gái cưng của ta nữa đâu. Quân! Yeah. Hãy trói nó lại, dẫn vào với đám dân nô lệ, và rửng sáng ngày mai bắt nó làm tên mão phu đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ. Dạ, dạ chào tướng quân. À, người bạn trẻ của ta. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nhà ngươi đã giúp ta bước đầu thành công trọn vẹn. Những tên cứng đầu toàn trận bước tiến của quân ta đã bị tiêu diệt. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là ta thành công trọn vẹn. Dạ. Thế nào, công việc tiến hành ra sao? Dạ, dạ, tôi đã hứa và bằng bất cứ giá nào
tôi cũng phải thành công trong sứ mạng của mình mà. Đâu nào trình bày cho ta nghe thử. Dạ, dạ đây, dạ. Và mảnh giấy này vẽ rõ địa hình của Tây Hạ, và tôi cũng đã ghi rành những nơi trọng yếu của đám quân. Đây, 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 ngài coi, đây là chỗ yếu nhất của quân Tây Hạ. Còn cái chỗ này là trọng điểm của quân Tây Hạ. Ngài, ngài đi con đường này sẽ đánh úp thành Tây Hạ. Tướng quân, tướng quân hãy xem xét, nghiên cứu kỹ, thì tôi tin chắc rằng trong một sớm một chiều, đất đai Tây Hạ sẽ thuộc về Mông Cổ à. Dạ. Tốt lắm. Nhà ngươi quả thật trung thành với ta. Dạ. Nói ngày mai ta có thể bình xong Tây Hạ. Hãy ngồi xuống đây. Dạ. Hãy cùng uống với ta một chung rượu gọi là để chia vui nha. Dạ dạ dạ, xin đội ơn tướng quân. Quân hầu. Dạ. Hãy đem cho ta 2 ly rượu đặc biệt. Đây là thí rượu không phải ai cũng có được, ta chỉ dành cho thượng khách. Và hôm nay ngươi là khách quý của ta. Dạ. Uống đi. Ngày mai ta sẽ ra quân. Ngày mai ta A Khắc Lữ lại thêm một lần ghi vào chiến công hiển hách. Và ngày mai khi quân Mông Cổ bình xong Tây Hạ, dạ xin ngài nhớ. Nào uống đi, người bạn trẻ của ta. Dạ dạ dạ. Dạ xin mời ngài à. À không, rượu ngon phải dành cho khách quý chứ. Uống đi. Dạ dạ. Rượu ngon quá. Dạ, quá. Uống vào nó nóng rang cái cả người vậy đó. Bây giờ nhà ngươi muốn ta ban thưởng gì nào? Dạ có muốn gì đâu. Dạ, dạ tôi muốn một dinh thự nguy nga lộng lẫy thôi, với nhiều bạc vàng, và với một người vợ thật là đẹp, và thật là... Ui da, sao mà đau bụng quá vậy nè trời. Ui da, sáng giờ có ăn gì đâu mà đau bụng quá vậy nè. Dạ thưa ngài, nhà ngươi còn muốn ta thưởng gì nữa nè? Dạ thôi, đau quá, chắc chết quá. Chắc là tôi uống nhầm rượu độc. Trời ơi, tôi trung thành với ngài mà sao ngài nỡ? Đất nước của ngươi mà ngươi còn phản bội thì với ta làm sao ngươi trung thành được? Mày là tặng. Hãy nhìn tao cho kỹ, chờ cái chết nó đến từ từ. Tao đếm trong 5 tiếng là mày phải chết. 1, 2, 3, 4, 5. Mày là thằng ngu. Tại sao A Thất Thiên Kiều lại phải về Mông Cổ? Không, nó phải ở lại đây. Con của ta được sống gần gũi bên ta, quê hương nó là ở đây chứ không phải là ở núi rừng Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng. Thềm hoa trùng trùng điển cát, ở nơi đây kìa. Ông là ai? Bà là ai? Có phải bà đã lầm đường? Tôi già thật,
nhưng không đến nỗi chọn lầm con đường mình đã đi. Bà muốn nói tôi đi tìm con tôi Tiêu Kim Yến à? Ông biết nó à? Tôi vâng, tôi có hầu hạ cho cô gái đó và tôi cũng biết được rằng nàng ta sắp là phu nhân của một tướng lãnh Đại Mông. Hả? Ông nói gì? Con tôi sắp sửa biến thành vợ của A Khắc Lữ. Tôi kìa, tại sao bà lại thẳng thốt? Bà nghĩ gì trước tin vui ấy chứ? Tin vui? Tin vui của một bà mẹ khi hay được con mình sắp lên chồng lớn vợ, hay tin buồn của một người dân mất nước khóc nhục nhã ấy chề với một đứa con? Bà nói gì tôi không được hiểu. Phải, ông làm sao hiểu được nỗi lòng tôi? Nuôi con mà không biết dạy con mình, để đến giờ đây tôi ngậm hờn đắng cay. Tôi khóc cho tôi thật là vô phương, vì có một dưỡng nuôi con và dạy dỗ nó được thành nhân, nó được yên thân sao bà chẳng vui mừng? Vì dầu sao cũng là một vị nhân. Không, về gả cho người dân Tây Hạ, dù nghèo sơ sát nhưng suốt đời hạnh phúc. Hay là tôi giết nó đi để không còn thẹn tôi, khi nhìn thấy mặt đứa con ngư làm nhục nhã gia đình. Chứ tôi không bán đứng con tôi để hương lời cho mình. Tôi chỉ là một người đàn bà an phận, chứ không đua đòi tham vọng cao sang. Tôi chỉ cần được nhìn thấy con tôi sống đời hạnh phúc bên cạnh một người chồng Tây Hạ chất phác hiền lương, rồi có chết đi tôi cũng được yên lòng, không sợ tiếng miệt kinh của người đời mai mỉa. Con bà được người ta đặt trên cao, được người ta trọng vọng, tôi tưởng như vậy cũng là hãnh diện cho, tại sao lại bị miệt kinh chứ? Bà này, không, tôi không hãnh diện vì con gái tôi chạy đuổi theo gót chân kẻ thù để bán thân cầu lợi. Thà rằng nó chết đi mà tôi còn thương tiếc, còn nhỏ giọt nước mắt cho con đến giây phút sau cùng. Thà như vậy còn hơn là không dám nhìn mặt họ hàng thân tộc, cũng không dám ngó ngàng những kẻ đồng hương. Tôi sinh con ra mà không biết dạy con, thì người ta sẽ
sẽ bảo rằng con hư tại mẹ, cho nên tôi gặp mặt con tôi lần sau cuối để hỏi nói rằng nguyên cớ tại vì sao. Bà ơi, tại vì đời sống lam lũ đã khiến lòng dạ nó đổi thay mà. Không, tôi quả quyết rằng con tôi không phải là hạng người đó. Còn ông là ai? Ông biết gì về nó chứ? Ông là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là một lão già đen, một kẻ đổi màu về từ bên kia cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bát phước, còn hiện tại tôi là kẻ có miệng mà thốt trắng nên lời. Giờ gặp vợ tôi mà tôi đây chẳng dám nhận nhìn, còn đứng trước mặt con tôi thì trời ơi, tôi chỉ cúi mặt làm thinh. Cho nên đối với bà, tôi chỉ có lời khuyên: Bà hãy về đi, đừng bận biểu làm gì thêm nữa. Đưa con bác khéo kia, bà coi như đã chết, đừng nán lại nơi đây mà chuốc quà cho mình. Quả nào có hình hãy án tử. Ông cứ chỉ đường cho tôi. Nếu phải chết, tôi rất vui lòng chết trước một đứa con bất hiếu. Không được, tôi nói với bà là không được mà. Vậy thì ông tránh ra, tôi sẽ đi một mình. Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông lấy quyền gì cấm tôi? Quyền của một người cha, người chồng, không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc, ước mơ gặp lại những tình thâm. Vùi liếm đã từ lâu, chồng con đời đã đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương héo vô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây là? Tôi là là Tiêu Minh đây. Tiêu Minh? Bà, ông, bà, ông, bà ơi, ông đây mà. Phải mà, bàn tay của chồng tôi đi mà. 17 năm trời không một phút giây nào nguôi thương nhớ. Cảm tạ ơn trời cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông ơi, còn con Phụng, con tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông đây mà con ở nơi đâu? Nó ốm hay gầy, già đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp lại con tôi. Thôi bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như là đuổi giặc? Gì? Tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc bạc da nhân, ông còn sợ chết hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho các con.
mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi, nhìn con mà sợ cho con. Tại sao? Ông nói gì tôi không hiểu. Tại vì nơi đây không phải là một phiên chợ. Không phải bất cứ ai muốn đến rồi đi, cũng không phải muốn vào ra tùy ý. Kìa tiểu thơ, bà lão này là ai? Dạ, đây là một bà lão điên. Bà lão điên à? Tại sao bà ấy vào đây được chứ? Dạ có lẽ vì bọn vệ binh đã không canh phòng cẩn mật. Ông hãy ra phạt bọn ấy 3 ngày tù, không cơm nước và cử một toán khác thay thế vào tới khác. Dạ xin tiểu thơ sai người khác, lão chỉ là một lang y. Lang y là gì cũng mặc, lệnh tôi xuống là phải tuân hành. Đây, thẻ lệnh. Xin dân. Đi, bà không. Hãy theo tôi. Không được, để bà lão lại đây. Dạ bẩm tiểu thơ, bà lão này mất trí. Mặc kệ, ông hãy đi đi. Xin dân. Này bà lão, bà có điên không? Người ta bảo tôi điên. Kìa, tại sao bà lại cười? Tôi cười trong cái điên của tôi mà. Cái điên của một người mẹ đi tìm một đứa con gái hư về răng dạy nó. Tôi điên mà. Tiểu thơ không thấy sao? Tôi điên. Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi. Trải dài trên những vết trùng phong sương, con tôi là một đứa con gái mất nết tư thân. Tôi phải tìm đến mà bắt phải là người mong cô. Nó sắp trở lòng phản bội cùng á khắc lỡ nên nhà châu trần. Vậy à? Tôi nhất quyết cứ chẳng bằng lòng nên bắt về dạy lại nó phải tròn lòng yêu mến quê. Được, ta sẽ điều tra lại. Nếu đúng như vậy, ta sẽ tha cho bà. Quân! Dạ. Đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta. Không, không, tôi vô tội, tôi vô tội. Dẫn không. Đi. Dạ thưa. Kìa, nhà ngươi là ai? Dạ, tôi là một tên mã phu. Nhà ngươi muốn gì? Dạ, tôi được lệnh đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ. Tiểu thơ, tiểu thơ nên về là hơn. Nhà ngươi biết gì? Dạ, à, dạ không, không. Kìa, tại sao nhà ngươi lại bị xiềng xích như thế? Dạ, tại vì tôi chỉ là một tên nô lệ. Thì ra nhà ngươi là tù nhân trong đám người Tây Hà. Dạ phải. Người Mông Cổ có tài cưỡi ngựa hơn bất cứ một dân tộc nào. Tại sao phụ thân ta lại bắt ngươi làm mã phu? Dạ tại vì... Kìa, sao nhà ngươi không nói? Tôi không biết phải nói gì hết.
những gì ngươi muốn nói. Hết rồi. Tôi chỉ là một giống dân chiến bại, một tên nô lệ thấp hèn đang nhận chức Mã Phu. Này Mã Phu, nghe ta hỏi. Tiểu thơ cứ hỏi. Đất Tây Hạ này, nhà ngươi có biết đến Võ Tướng Cổ Thạch Xuyên không? Dạ biết. Hắn như thế nào? Hắn chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng. Im! Nhà ngươi là dân Tây Hạ mà lại đi chê xấu một võ tướng của mình, nhà ngươi không thấy thẹn hay sao? Vì đó là sự thật. Sự thật như thế nào? Hắn đã vì tình yêu mà bỏ quên đi tất cả. Tại sao nhà ngươi biết? Người ta bảo rằng hắn đã vì mê sắc đẹp một người con gái Mông Cổ mà quên hẳn đi hận quốc dông gia. Lão! Mà thật, hình như hắn cũng đã yêu ta. Nhưng tại sao nhà ngươi lại biết? Dạ, đó là do nơi đồn đãi của người ta. Người ta đã kết tội chàng. Tại sao? Tại sao yêu nhau mà có tội? Không, không, yêu nhau không có tội, mà yêu nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Không, ta không làm khổ cho chàng, ta yêu chàng thành thật. Người con gái nào cũng thường tỏ ra rằng mình chung thủy, nhưng tất cả đều lường gạt, giả dối như nhau. Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi biết gì? Tại sao nhà ngươi dám bảo rằng tất cả đàn bà đều giả dối? Nhà ngươi là ai? Kìa, Cổ Thạch Xuyên! Dạ không, không, tôi chỉ là một tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng, yên cương đang sẵn sàng chờ lệnh, người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa. Thì tôi mới được buông tha khỏi kiếp tù đày. Tôi phải về Mông Cổ. Trời ơi, không biết từ đây mình có còn gặp lại hay không. Định mệnh đã chia đôi ngã đôi đường, thì còn gặp nhau để làm gì nữa chứ. Để cho tôi được ngắm nhìn người tình xưa, mà kể cho nghe những nỗi niềm thương nhớ, để cho tôi được nói lên đôi lời thân ai, được chiều chuộng nâng niu như nghĩa vợ tình chồng. Tôi yêu ông nên không dối được lòng mình, có thể tình yêu này đã làm nhưng tôi vẫn cúi đầu trong số phận long đong. Cổ Thạch Xuyên, bấy nhiêu lần tôi đã nói với ông là bao nhiêu tình cảm tôi gửi trọn về ông tất cả. Cho dù mai đây tôi có về quê hương Mông Cổ, nhưng lòng vẫn vương mang một khối tình sâu. Tình yêu là một cái gì buồn bã, ta khuyên nàng hãy cố mà quên. Đời tôi chỉ yêu một người và chỉ một lần mà thôi, cho dù tôi chết đi chắc tôi cũng không bao giờ quên được.
người con gái nào cũng thường ca tụng tình yêu và luôn luôn tỏ ra rằng mình chung thủy. Nhưng cuộc đời còn có nhiều thay đổi thì lòng dạ con người làm sao tránh khỏi đổi thay. Tôi sợ đàn bà vì tất cả đàn bà đều giống như nhau. Nay họ nói yêu kẻ này rồi ngày mai lại chạy theo kẻ khác. Nghĩa thủy chung đôi với họ là bạc vàng châu báu, còn hạnh phúc tình yêu là nhất ước quy quyền. Xin đừng nói tiếng yêu tôi, xin đừng tạo thêm sóng gió cho đời tôi thêm khổ. Hiện tại tôi chỉ là một tên mã phu hèn hạ, đang đợi lên khởi hành đưa tiễn một người đi. A Khắc Thiên Kiều, hãy sửa soạn lên đường về Mông Cổ. Mã phu, dạ, sao giờ này chưa chịu khởi hành? Dạ còn đợi lĩnh tiểu thơ. A Khắc Thiên Kiều, em còn chờ đợi gì nữa chứ? Không, em không về Mông Cổ. Tại sao? Tại sao em dám cãi lệnh phụ thân? Kể từ giây phút này, hắn chỉ là một tên mã phu. Phụ thân đã bắt hắn suốt đời làm nô lệ. Cổ Thạch Xuyên, ngựa đã thắng sẵn Yên Cương, và tên mã phu đang chờ đợi lệnh. Thiên Kiều, nếu em không về Mông Cổ, tên mã phu này sẽ bị trừng phạt đúng theo luật định. Hai tay hắn sẽ bị trói buộc vào một con ngựa hung ăn, và một tên lính Mông Cổ sẽ ra roi kéo xác lê dài trên mặt đất. Trời ơi, Cổ Thạch Xuyên! Tiểu thơ, nếu tiểu thơ còn xót thương cuộc đời của tên nô lệ thì tôi khuyên tiểu thơ nên về lại quê. Tiểu thơ hãy lên đường. A Khắc Thiên Kiều, em đừng nên chậm trễ. Không, em quyết ở lại nơi đây. Và nếu chết, em muốn cùng chàng được chết. A Khắc Thiên Kiều. Tiểu thơ. Nhà ngươi ra ngoài đợi lệnh, trong chốc lát sẽ lên đường. Dạ thưa. Đi. Thưa dân. Cố Thạch Xuyên.
em đã yêu người ta. Trời ơi, thì ra anh vẫn là người chiến bại. Anh muốn nói em đã làm khổ cho anh. Hả? Em đã làm khổ cho anh? Tại sao? Tại vì sao? Tại vì anh đã yêu em. Hả? Anh Chu Sa, anh điên rồi phải không? Tại sao anh lại nói yêu em? Tại sao anh lại yêu một đứa em gái cùng chung dòng máu? Anh Chu Sa, anh điên rồi phải không? Phải vậy không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói em mà chưa một lần nào dám nói. Để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả, khi em dẫm chân lên bôi xóa một tiếng đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đóng cho ta. Anh không biết phải làm gì. Cầu tô rằng anh yêu em ta đi, vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ mở sơ danh đã khác đi. Anh Chu Sa, anh nói gì? Anh nói, trời ơi, tại sao anh lại nói? Nhưng anh đã nói rồi. Và anh đã trở thành một đứa con bất hiếu nhất trần gian. Anh nói dối. Có phải là anh nói dối không anh Chu Sa? Không, anh nói thật. Và phụ thân có thể giết chết anh vì anh dám tiết lộ câu chuyện này. Nhưng anh rất vui lòng được chết sau khi đã nói yêu em. Thiên Kiều, tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều. Con lại cha. Thật tình con không muốn làm một đứa con bất hiếu, nhưng con yêu Thiên Kiều. Và con muốn chứng minh rằng tình yêu đó không nghịch thường, không trái đạo. Nói đi, cha nói đi. Có phải anh Chu Sa nói thật không? Có phải con không phải là con ruột của cha không? Cha nói đi. Cha cứ đánh, đánh rửa đi. Cha cứ chửi con bao nhiêu tùy ý. Nhưng sau khi nguôi giận rồi, con xin cha hãy chấp nhận cho tình cảm của con. Con yêu Thiên Kiều.
Kiều. Mày đã phản tao, mày đã phản bội, con vô tội. Tao giết mày, tao giết mày, yeah, tao giết yeah. mày. Tại sao cha không nói với con một điều gì cả? Cha vẫn thương con. Con cũng thương cha, nhưng con muốn biết sự thật như thế nào. Cha, cha nói đi cha. Cha hãy nói với nó rằng... Mày cấm miệng mày lại đi. Bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Thằng khốn nạn, mày đã tạo ra sóng gió cho gia đình. Mày hãy cút đi. Mày hãy lại đây, tao giết mày. Tao giết mày. Cha, đi. Dân, con đi. Con đi để cha được vừa ý. Và nếu con có chết, con cũng không ân hận gì đã cãi lệnh cha. Chỉ xin cha một điều là hãy tha tội và tha tội bất hiếu cho con. Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Cha, có thật thế không cha? Có thật con không phải là người mang dòng họ A Khắc? Đến giờ phút này, cha không còn giấu giếm gì được nữa. Con chỉ là đứa con nuôi mà cha đã cứu vớt được trong một cơn bão lớn trên sông Hoàng Hà từ mười mấy năm về trước. Trời ơi, thì ra con chỉ là một giọt máu rơi, một đứa trẻ trôi sông không cội nguồn thân tộc. Nhưng cha đã đem con về, và cha đã thương yêu con như con ruột của mình. Cha, còn cha mẹ ruột của con hiện giờ họ ở đâu? Sống còn hay đã chết? Cha cũng không biết. Chỉ biết là cơn bão ấy đã nhận đắm một chiếc thuyền buôn, và tất cả mọi người trên thuyền đã chết. Chết? Trời ơi, cha mẹ tôi đã chết rồi. A Khắc Thiên Kiều, cho dù trời đất này có đổi thay, nhưng tình cảm cha đối với con không bao giờ thay đổi. Cha vẫn thương yêu con như thuở nào. Con muốn dạng đổi ơn cha. Thôi con hãy vào trong yên nghỉ nha. Cha sẽ quỷ lĩnh con về Mông Cổ. Lúc này hơn bao giờ hết, cha muốn có con kề cận bên mình. Con hãy cố gắng nghe lời cha. Vẫn nghe lời cha dạy. Nó đã biết rõ sự thật rồi. Lại trời, lại trời cho nó đừng bỏ rơi ta. Dạ bẩm tướng quân. Điều gì? Dạ nguy đến nơi rồi tướng quân ơi. Tính mạng của công tử như chuông treo đầu chỉ. Hả? Nó làm gì? Nó ở đâu? Dạ bẩm, công tử phóng ngựa chạy như bay ra khỏi công thành, và bây giờ đã lọt vào vùng cấm địa của quân Tây Hạ. Trời ơi, cái thằng khốn nạn đã làm khổ ta nữa rồi. Được, ta sẽ đi tức khắc, chuẩn bị binh sĩ theo ta. Tuân lệnh. Lên đường. Cổ Thạch Xuyên, tôi đã giải thoát cho ông. Ông hãy rời khỏi nơi đây lập tức. Cổng thành đang ở ngay trước mặt, và ngựa tốt tôi đã sẵn sàng. Ông chỉ ra roi vượt khỏi đám quân canh là thoát nạn. Tiêu Kim Yến, nàng hãy cùng trốn theo ta về Tây Hà. Tôi... coi tôi theo chỉ là bận biểu bước chân ông. Ông hãy về đi, để lo cho nghiệp cả chưa thành. Đừng nghĩ đến tôi, một kẻ đã chịu quá nhiều cái đắng. Nàng giận ta. Tôi ghét ông nhiều lắm. Tại sao? Tại vì ông đã say mê tình yêu mà quên đi bổn phận. Ông dám mạo hiểm vào đây chỉ vì ông đã yêu người con gái Mông Cổ, và ông bị bắt cũng chỉ vì cô gái đó mà thôi. Không, Kim Yến, nàng đã hiểu lầm rồi. Phải, hơn một lần tôi đã lầm trong tình cảm, cũng như hơn một lần tôi chuốc lấy khổ đau. Nàng muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng tôi khổ đau riêng tôi mà ai
tình nghĩa gối chăn. Giờ thì lòng nát tan, người tôi yêu đã xa tôi rồi. Tình còn lại đơn phương, người ra đi đến phương xa nào. Không, người vẫn còn đây mà sao tôi cứ ngỡ như người đã ra đi không bao giờ trở lại. Người đối diện với tôi mà tôi ngờ rằng xa lạ như từ cõi nào đâu chưa gặp gỡ bao giờ. Cho nên tình tôi như nước cháy qua cầu, tự nhiên tôi khám phá ra lòng mình khác lạ, và tôi hiểu rằng mình đã rốt dương mang. Người ta nói yêu là nhận lấy khổ đau, tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi. Cho nên giờ đây tôi âm thầm nuốt lệ, nghe cay đắng bờ môi và cay đắng cả linh hồn. Đó, mình chẳng thấy như mình đã yêu. Rồi cũng có một phút giây nào đó, tình yêu đã làm cho mình khô. Phải, tình yêu là một cái gì khó hiểu. Tình yêu nuôi sống được cho con người, và đồng thời tình yêu cũng giết chết con người trong tuyệt vọng. Tôi đã biết ước ao từ khi vừa chớm lớn, những tưởng sau này mình sẽ yên hưởng tuổi xuân xong. Nhưng trời ơi, tuổi xuân của tôi đã chịu lắm phong ba, nên giấc mơ xưa cũng không còn đẹp nữa. Thì thôi tôi cũng đành mồ mai mồ suối, chớ biết nói làm sao khi phận bạc má hồng. Cổ Thạch Xuyên, nếu ông về được đến quê hương và có gặp lại người mẹ già tóc bạc, hãy nói với người rằng tôi đã chết, để cho mẹ hiền đừng mong đợi tin con. Không, không thể được. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với lão bá rằng bằng bất cứ giá nào tôi phải cứu cho được cô nương. Mẹ tôi, mẹ tôi đã nói với ông như thế nào? Người có nhờ tôi ráng giải thoát cho được cô nương, nhưng tôi bất tài. Tối đêm qua mới bị người ta bắt được. Thì sao ông mạo hiểm vào đây? Lúc này không phải là thời gian kể lể nữa. Cô nương hãy theo tôi thoát khỏi nơi này, nhanh lên. Đứng lại! Một kẻ lăng loàn và một người phản bội, các người định đi đâu? Mã phu, sao nhà ngươi không đợi lĩnh đưa ta về Mông Cổ, mà nhà ngươi lại định đưa kẻ khác ra đi? À, Khắc Thiên Kiều. Thôi, nhà ngươi đừng biện bạch tất công. Khi nơi đây câu chuyện đã rõ ràng, nhà ngươi định đưa người yêu trốn khỏi nơi này, vậy mà ta đã tin nên bị ngươi dối gạt, và ta đã lầm khi toan tính chuyện yêu đương. Người Mông Cổ hung hăng, chỉ biết múa gươm ngoài chiến trận, thì làm sao có được một tình yêu chân thật, mà đòi kết nghĩa kết tình với người Tây Hạ chúng ta. Cô bé câm đi, đừng tỏ ra mình hơn thiên hạ. Trong hoàn cảnh này đây chưa biết rằng ai thắng bại nhé. Tôi chỉ biết khuyên cả hai người đừng vội nóng, vì tất cả lỗi lầm đều do ở nơi tôi. Tôi muốn hỏi ông tại sao ông phản bội kẻ yêu mình. Ông không nhớ những gì ông đã nói với tôi à? Nếu nghĩ rằng ta là kẻ phản bội lòng lừa, thì ta xin quỳ xuống nàng hãy giết ta đi. Phải, tôi muốn giết ông để đòi lại những giọt máu chung tình mà tôi đã gửi trao ông từ đêm trước, đòi lại nơi ông cả tình yêu và hơi thở mà ông đã vay mượn của tôi để san sẻ cho. Tôi chưa thể quên ông mà ông đã phụ tôi à.
rồi. Tôi yêu ông như yêu mùa xuân đầy nắng ấm, có tiếng chim hiền hòa rộn rã giữa vườn hoa. Vậy mà ông đối với tôi thật là bạc bèo, nỡ xem tình tôi như thể một trò vui, một trò vui của người cách lạ qua đường, ngắt cánh qua thơm mà không hề thương tiếc. Thật ra không biết phải nói với nàng lời lẽ nào cho phải. Lời của một kẻ phản bội, lời của một con người bạc nghĩa trong anh, ông còn muốn nói gì nữa chứ? Trời ơi, thực sự thương vương đã yêu người Mông Cổ. Yêu cô nương, thực tình tôi có tội vì tôi đã yêu kẻ thù. Nhưng mà trời ơi, tại sao tôi không thể nào quên được? Phải, ông làm sao quên được khi hình ảnh của cô gái kia được ông khắc sâu vào tim ốc, và tình yêu này đã làm cho mất lý trí, không còn nhớ gì đến đất nước quê hương. Cổ Thạch Xuyên, ông đã lợi dụng xương máu của ba quân để tạo dựng riêng cho mình một lâu đài tình ái. Họ đứng lên vì không muốn dân mình biến thành nô lệ, và họ nằm xuống là để bảo vệ đất đai này con cháu về sau. Vì mà ông lỡ rời bỏ những chiến hữu thân yêu để chạy đuổi theo một mối tình vô vọng. Kể từ đây ông đừng phải, không một ai được trở về đất đai Tây Hạ. Nào muốn giết chúng ta chăng? Hãy chờ xem. Quân! Dạ! Đưa bà lão lúc nãy vào đây. Kìa! Mẹ! Trời ơi! Lão ba! Tại sao mẹ lại ra đến nông nỗi này? Yến! Mày đó hả Yến? Mẹ vào đây để làm gì? Mẹ không biết nơi này đầy nguy hiểm lắm hay sao? Nguy hiểm cách gì? Mẹ cũng không sợ. Mẹ chỉ sợ mất con nên mẹ lặn lội tìm con. Cấm miệng lại! Nơi này không phải là chỗ để các người kể lể, mà là chỗ để trừng trị những kẻ cứng đầu. Đây, hãy nhận lấy. Khoan! Phụng coi nếu con được lớn công cho hạt lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ, thì xác thân và tim óc tạo ra là do công lao của cha mẹ sanh thành. Hả? Lão Lăng Y nói gì? Con đừng xuống tay. Mười mấy năm nay cha nghẹn ngào câm nín ai không thấy đứng nhìn con hành hạ mẹ con. Sao? Nó là Tiêu Kim Phụng, là núm ruột xa lìa từ 17 năm nay à? Phải, nó là con Phụng đó bà. Phụng con ơi, hai người đàn bà mà con toán sát hại là mẹ Hiền và chị. Lão Lăng Y, lão đã nói gì? Ta nói rằng con chính là con ruột của ta, và người đàn bà đó 17 năm về trước cha con ta bị đắm thuyền, mai nhờ A Khắc Lữ cứu sống. Hắn đem cha con ta về nuôi dưỡng và buộc ta không được nhìn nhận con. 17 năm ta nhốt kín trong lòng, nhưng đến nay thì không được nữa. Con, tên thật của con là Tiêu Kim Phụng. Cha! Con! Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay con có ngờ đâu
con. Mười mấy năm đợi chờ, giờ cha mới được nâng niu bàn tay. Mái tóc của con từng phút từng giây sống kề cạnh bên con. Cha chỉ mong được một ngày nay, ngày cha ôm con vào lòng để gọi lại tiếng con, cho thỏa tình phụ tử. Cha, cha hãy tha tội cho con. Con không có tội gì cả. Thôi, con hãy đến lại mừng mẹ và chị của con đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cho con quỳ xuống đây như một tín đồ phạm tội. Mẹ hãy nhìn nhận và tha thứ cho con, một kẻ mất cội nguồn đang quay về đất mẹ. Con hãy đứng lên đi. Mẹ không hề trách con một điều gì cả. 17 năm nay mẹ chỉ cầu mong cho con còn sống, để có ngày mẹ gặp con là mẹ đủ vui rồi. Chị tha lỗi cho em, một đứa em khốn nạn đã tranh giành tình yêu với người chị hiền đau khổ. Không, em không có lỗi gì cả. Lỗi cũng do ở chị một phần. Thôi, bây giờ gia đình mình đã sum họp, chị sẽ xin với cha mẹ tác hợp tình yêu của em và Cố Thạch Xuyên. Không, chị đừng nói thế. Phụng, em đừng cãi lời chị. Không xong rồi, A Khắc Lữ đã về đến. Đừng, tướng quân, chống cự vô ích. Công tử chết rồi sao? Anh Chu Sa, Lan Y, lão đã thất tính rồi phải không? Vâng, lão đã thất tính, lão đã không giữ được lời cam kết với tướng quân. Tướng quân cứ cho xử tội lão đi, nhưng đừng phiền giận lão. Lão không thể nào nhìn con phụ nó giết mẹ nó, hành hạ chị nó cũng như dân tộc giống loài của nó. Con đời nhớ ơn dưỡng phụ, và nếu dưỡng phụ còn thương con, xin dưỡng phụ ban cho con một ân huệ cho gia đình con. Dưỡng phụ, ta mất cả rồi. Dạ, phải xử tội bọn người kia như thế nào? Xin tướng quân ban lệnh, hãy mở cổng thành, bảo bọn họ đi đi. Đi cho thật xa, đi cho khuất mắt. Đi đi, đi hết đi. Dương phụ, tất cả đi đi. Đi cho thật nhanh, đi. Tôi còn đủ sức mà. Đi. Con hãy đi đi. Đi với những người thân yêu và ruột thịt của con đi. Đi ngay bây giờ, đừng quay mặt lại, để ta kịp đổi ý. Đi đi. Cố Thạch Xuyên, anh còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên? Em đã nói, nếu có ngày nào ông bắt gặp xác chết của một người con gái Mông Cổ,
xin ông hãy chôn cất giùm tử tế, để cho kẻ bạc phận được ấm cung lúc lâm chung. Điều kia bóng ôi chiến tranh ly biệt quang hà.